Và xin chào các bác nhé, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của em. Cảm ơn các bác đã dành một chút thời gian theo dõi video. Thì hôm nay em mang vệ sinh con bếp ga Baroma ấy. Thì con này thì bên trong lò nướng nó cũng khá là dơ. Thì em vệ sinh cái này thì cũng chia sẻ các bác về vệ sinh ấy, tự vệ sinh ấy. Nhiều lúc có những cái bếp nó bẩn bẩn nữa, thì vệ sinh bằng cách như thế này thì em thấy nó cũng khá là nhanh. Đây còn một con Baroma nút nhấn 2017 nhé, mặt nó đẹp xuất sắc. Thì con này thì em cũng bán rồi, thì đang vệ sinh để em gửi cho khách thôi. Thì cũng chia sẻ các bác là cái con này trước khi em quay video cho bác như thế này, lò nướng nó bẩn lắm, hai bên này nó bẩn kinh khủng luôn này. Đấy. Còn cái chỗ trong kìa, trong kia nó sét để lâu này quá, nước nó vào đó nó sét, nhưng mà nó chưa cái nỗi là nó mục, chưa thủng nhá, chết thôi. Thế này em là em vệ sinh nhưng mà em chưa có lau bằng nước. Đấy, nếu mà lau bằng nước thì nó sẽ sạch hơn. Thì cái này thì em sẽ vệ sinh bằng giấy nhám đó. Bác mua cái giấy nhám của Nhật đấy, nhám Nhật thì nó có loại 600, loại 800 đấy. Đấy thì bác xả bằng loại 600 ấy. Đấy, xí xong xuôi hết rồi thì bắt đầu là đánh cái loại 800 lên trên mặt đấy. Thì đảm bảo là nó ok nhá. Chứ bác lau chùi, lau cỡ nào lau cũng không ăn thua đâu. Kể cả bác có tẩy hóa chất gì chăng nữa thì tẩy nó cũng không có đi được. Chỉ còn cách là đánh giấy nhám để nó bay hết đi thôi. Đấy. Tại vì em cũng có lau chùi khá là nhiều bằng những cái nước tẩy rửa các thứ mà thực sự nó không ăn thua, nó không qua được cái giấy nhám này. Giấy nhám nó đánh ra sạch lắm. Đấy. Bác nhìn vậy thôi nhưng mà em chưa rửa nước thôi, tại vì đánh nhám giống như là gỗ vậy. Các bác lúc khi sơn bác phải rửa nước lại nó mới sạch sẽ được. Đây em chưa rửa, còn nguyên xi là bụi bẩn như vậy. Thì em đi rửa thì nó chắc chắn nó sẽ sạch hơn. Còn lúc ban đầu hai bên này nó bẩn lắm, nó ghê lắm. Đấy, bây giờ nó trơ hết sắt ra rồi này. Đấy, rất sạch. Chứ nó bám mỡ bên này đặc luôn. Có mấy thằng nào dùng bếp bên nó bẩn quá, bởi vậy em ngại vệ sinh mấy cái bếp này lắm. Giờ em không có lấy, em muốn bán mấy cái bếp mà đang còn. Thôi em bán cho bác hết thôi chứ không lấy, tại vì nó làm hết nhiều thời gian quá, bây giờ không có thời gian để làm nữa. Trước có bây giờ không có thời gian nào, nhiều việc. Cái bếp đẹp thì giá nó sẽ cao hơn. Chẳng hạn như cái bếp mà con này 2017 đúng không? Cái lò nướng này mà nó mới keng xe beng thì con này nó phải trên 3 triệu. Nhưng chứ không giá như con này. Giờ em bán giá con này 2 triệu thôi. Đấy, 2 triệu bao ship. Thì 2 triệu con này ok rồi bác ạ. Thì nó chỉ có mấy cái lò nướng là nó dơ dơ chút thôi. Chứ còn ở bên ngoài sườn bọng của nó thì nó mới tinh luôn. Tại vì là đời nó rất là cao. Đấy, rất là 2017. À, chuẩn ga LBG luôn. Đấy. Bên trong của nó mình nhìn này, xương sẩu thứ nó cũng còn khá là mới. Cái này nó để lâu quá này. Để lâu quá không vệ sinh tới nó nên nó bị bẩn. Nó bẩn đến nó bẩn theo kiểu như là nó bám dầu mỡ vào, cái muối mắm vào là nó xước. Nó sét. Nên là các bác lưu ý ở nhà dùng cũng thường xuyên lau chùi. Chứ nướng thì hạn chế nướng thịt thôi. Đấy, tại vì thịt nó sẽ bám bẩn, bám mỡ vào rất là lâu, khó để lau chùi ra. Có nhiều bác thì về thì gần như là không sử dụng lò nướng luôn. Mặc dù mua lò rất là mới thật nhưng mà không sử dụng lò nướng. Đấy, nhưng mà để cho nó đẹp thôi chứ không có sử dụng. Thì lò nướng này các bác về bác sơn lại cũng được. Bác sơn cái màu bạc xong bác bỏ đó luôn, bác không dùng nữa. Đấy, đánh nhưng mà dính nhám ấy các bác, nó sạch lắm. Sạch hơn là bác xịt bằng cái dung dịch không ăn thua bác nhé. Thực sự là dung dịch không có qua được nhám đâu. Nhám nó đánh hết dỉ luôn. Trong lò nướng ba em đánh bằng cái con này cơ. Con này là con nhám từ. Có nhiều bác không thích nhám từ. Đấy. Từ em thì em rất thích nhám từ. Tại vì chạy nó không có tiếng ồn. Thank you.
Con này của Giai Bi cổ ngày xưa. Này sản xuất năm 8 mấy. Về sau thì nó sản xuất tất cả bằng những loại nhám bằng chạy motor hết. Nó không làm nhám từ nữa. Nhám từ chỉ những con ngày xưa mới có thôi. Con này mới không có nhám từ nữa. Nhắm từ tại vì nó sẽ nặng nề hơn, chi phí nó sẽ sản xuất nhiều hơn. Đấy. Chạy nó rất là êm, bác chạy mãi không có vấn đề. Đấy. Đây là hai bên này bác nó bẩn lắm, em lấy con nhám đó kéo đó, cái nó sạch, tí rửa nước cái nào nó ok ngay, sạch sẽ ngay. Rồi, xin chào các bác nhé. Phía dưới này, đẹp không?